chiến thần hắc ám huỳnh nhân chương 251, trở lại nhà họ đồng sáng sớm hôm sau lưu an mặc chiếc áo da bó sát người đứng trước cổng tử viên thiếu chủ tiền thưởng truy nã đã được ban bố mấy ngày sắp tới sẽ có ba sáu tên sát thủ lần lượt đến minh châu để ám sát thẩm thanh vân không tệ huỳnh nhân hít mắt khẽ gật đầu mới tuyên bố 5 phút đã có hơn ba sát thủ nhận nhiệm vụ đây quả là một con số rất đáng sợ. Thử nghĩ một chút xem, một tòa thành ẩn giấu hơn 3.000 sát thủ chuyên nghiệp, ngụy trang thành đủ loại người tùy cơ hành động. Nếu tin này truyền đi, cả thành phố đều sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Bỗng nhiên, Huỳnh Nhân nở nụ cười với Lưu An. Không ngờ danh tiếng, ám giả quân mẫu của cô vẫn còn hữu dụng như vậy. Sắc mặt Lưu An lập tức đỏ bừng lên, hiếm khi cô lại lộ ra vẻ ngượng ngùng danh tiếng của tôi có lớn hơn nữa chẳng phải vẫn khuất phục trước thiếu chủ, cam tâm tình nguyện đi theo thiếu chủ sao? Huỳnh Nhân cười ha ha. Năm năm trước, cô còn định giết tôi đấy. Anh vừa nói xong những lời này, sắc mặt Lưu An càng đỏ như sắp nhỏ ra máu. Thế nhưng, hai người không hẹn mà cùng hồi tưởng lại trước kia. Sau đó không khỏi nhìn nhau, ngầm hiểu ý cười một tiếng. Audio điện tử võ tấn bền xuyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu. Ai có thể tưởng tượng được một Lưu An dịu dàng, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trước mặt Huỳnh Nhân. Vậy mà lần đầu gặp mặt lại thật sự muốn ám sát anh. Lưu An của khi đó còn chưa phải là một sát thủ số một, tiếng ác danh chấn thiên giả. Cô chỉ mới là một sát thủ hạng một mà thôi. Mà kiểu sát thủ như thế này có thể bắt gặp rất nhiều. Mặc dù việc ám sát Huỳnh Nhân dĩ nhiên là thất bại, nhưng Huỳnh Nhân cũng không làm gì cô ta. Ngược lại còn thả cô ta đi nhiệm vụ thất bại, Lưu An khó thoát khỏi tội. Cô ở tổ chức sát thủ chịu cực hình gần như suýt mất mạng, cuối cùng được Huỳnh Nhân theo dõi suốt một đường cứu vớt. Tổ chức sát thủ mà Lưu An sở thuộc bị tiêu diệt. Không còn nhà để về, lại thêm trong lòng cảm kích, Lưu An đã đi theo Huỳnh Nhân, chứng kiến quá trình Huỳnh Nhân vùng dậy. Đây là câu chuyện cũ của Huỳnh Nhân và Lưu An. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Vậy thì đi thôi, đến nhà họ đồng ánh mắt huỳnh nhân sắc bén vung tay lên anh và lưu an cùng đi đến nhà họ đồng cùng lúc đó ở nhà họ thẩm thẩm thanh vân đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế đối diện anh là một ông lão tuổi tác cao nhưng vẫn tráng kiện có cái mũi diều hâu ông ta chính là người đứng đầu nhà họ thẩm thẩm bán sơn trước mặt họ là một người phụ nữ đang nằm ngửa có khuôn mặt xinh đẹp dáng người lả lướt thế nhưng ánh mắt cô ấy nhìn về phía hai ông cháu thẩm thanh vân chứa đầy sợ hãi bởi vì trên người cô lúc này phủ đầy đủ loại món ăn ngon cho người ta thưởng thức. Ở nơi này, cô ấy không có nhân quyền, chỉ là một dụng cụ để bày thức ăn lên mà thôi. Ông nội, cháu vừa nhận được tin, tối qua Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết bị sát thủ do đồng ý hành phái tới tấn công. Hiện giờ Huỳnh Nhân đã biết chuyện này là do nhà họ đồng gây ra, đã chạy tới nhà họ đồng. Thẩm Thanh Vân dùng đúa gắp một miếng sashimi trên người cô gái kia, vừa ăn vừa nói. Tốt, thẩm bán sơn vỗ tay, cười lớn nói. Không hổ là Thanh Vân, cháu trai ngoan của ta, thế này thì nhà họ thẩm ta không cần phải làm gì cả, có thể ngồi đây ngư ông đắc lợi rồi. Được ông nội khích lệ, thẩm Thanh Vân cũng vui mừng trong lòng, anh ta nói tiếp. Ngoài ra, cháu còn nhận được một tin tức, con đàn bà đê tiện liễu phi tuyết đã công khai quan hệ vợ chồng với huỳnh nhân trong hôn lễ của nhà họ Văn. Hai kẻ đó còn náo loạn một trận trong hôn lễ của nhà họ Văn, cướp cô dâu đi. Cái gì? Ánh mắt của thẩm bán sơn đột nhiên đông cứng lại. Tin thức này là thật à? Thật trăm phần trăm, thẩm thanh vân cười nham hiểm. Đúng là ông trời giúp nhà họ thẩm ta. Thẩm bán sơn điên cuồng cười lớn. Hai đứa ngu, nếu không công khai, yên ổn sống qua ngày còn được. Đã dám công khai rồi thì sẽ có thêm càng nhiều thế lực căm thù huỳnh nhân. Như thế thì nhà họ đồng tiêu đời, huỳnh nhân cũng vậy. Nụ cười trên mặt thẩm thanh vân càng sâu hơn. Nhà họ Thiều chỉ có một mình Thiều Gia Nguyệt, cô ta lại quái dị, cũng khó đạt được kết quả gì. Đợi nhà họ Thẩm chúng ta chiếm lấy nhà họ Đồng, nhà họ Nhan cũng không còn cách nào chống lại chúng ta. Đến lúc đó, Minh Châu chỉ còn một gia đình hào môn, đó chính là nhà họ Thẩm ta. Ha 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 ha. Những lời này khiến Thẩm Bán Sơn mặt mũi hồng hào, ông ta cười to. Thanh Vân à, xem ra lời hứa truyền ngôi vị chủ nhà cho cháu là lựa chọn đúng đắn. Cảm ơn ông nội thẩm thanh vân mừng rỡ thế hệ thứ hai nhà họ thẩm bình thường chẳng có gì nổi trội vị trí chủ nhà lại rơi vào người ưu tú nhất trong nhóm con cháu đời thứ ba thẩm thanh vân thẩm bán sơn nói thanh vân huỳnh nhân đã ra tay với nhà họ đồng cho dù ai thắng ai thua cháu cũng nên đến nhà họ đồng một chuyến ra mặt hòa giải đi vâng ạ thẩm thanh vân trả lời nhanh chóng rời khỏi nhà họ thẩm có người vui có kẻ sầu khác với nhà họ thẩm đang vui vẻ náo nhiệt, nhà họ đồng lại là một bầu không khí u ám chết chóc. Chuyện tối qua Huỳnh Nhân và Liễu Phi tuyết chạm mặt nhóm sát thủ cũng đã chuyển đến tai đồng ý hành. Giờ phút này, anh ta đang bất an ngồi trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch. Trong phòng chỉ có anh ta và đồng ngọc thụ. Anh họ, anh chắc chắn là lệnh truy nã của mình bị người ta chặn lại sao? Sắc mặt đồng ngọc thụ cứng ngắc, anh ta trầm giọng hỏi. Chắc chắn, Đồng Ý Hành Cắn răng nói, ngay cả lệnh truy nã tao còn chưa phát ra ngoài thì đã bị hệ thống tự động chặn lại rồi. Sao có thể mời sát thủ đến giết Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết? Nhưng thực tế lại xuất hiện sát thủ nửa đường chặn đường Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết, chẳng khác nào là đồng ý hành gánh tội thay người ta. Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì, ban đầu Đồng Ý Hành muốn để Huỳnh Nhân chết. Thế nhưng những sát thủ mời tới lần nào cũng không đủ mạnh nên đều bị Huỳnh Nhân giết chết. Chuyện này nói ra thật ngu xuẩn anh ta đã bại lộ lúc nào cũng có thể bị huỳnh nhân điên cuồng trả thù ầm um, đột nhiên bên ngoài nhà họ đồng lại lần nữa truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc ngay cả mặt đất cũng run lên ba lần đồng ý hành vốn đang tức giận trong lòng giờ phút này lại càng thêm nổi nóng ồn ào cái gì chủ nhân không xong rồi huỳnh nhân lại trở lại lần này còn đi cùng một người phụ nữ khác đã phá hỏng cổng chính nhà họ đồng chúng ta một người vai dưới nhà họ đồng từ ngoài cửa xông vào vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi kêu lên cái gì huỳnh nhân lại đánh trở lại nghe xong lời này sắc mặt đồng ý hành lập tức trở nên tái nhợt nhắc tào tháo tào tháo đến rồi đồng ngọc thụ không nói gì nhếch miệng cười lạnh anh ta không tin huỳnh nhân không nhìn ra vấn đề thế nhưng huỳnh nhân vẫn đánh tới chứng tỏ anh ta muốn mượn chuyện này để khai đao với nhà họ đồng Đồng Ý Hành và Đồng Ngọc Thụ vội chạy ra cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ trợn mắt há mồm, trái tim suýt chút nữa vọt ra khỏi cổ họng. Cánh cổng sắt có sư tử đúc bằng đồng đã đứng sừng sững mấy chục năm không ngã của nhà họ Đồng lại ầm ầm sụp đổ, bụi đất tung tóe đầy trời. Đến khi bụi tản đi, có thể mơ hồ nhìn thấy hai người đang ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp xung quanh. Đó chính là Huỳnh Nhân và Lưu An. "Phá vỡ tấm hoành phi đó cho tôi." huỳnh nhân chỉ vào tấm hoành phi đã tồn tại hơn nửa thế kỷ đón mưa gió của nhà họ đồng, lạnh giọng ra lệnh. Lưu An đưa tay lên, nhẹ nhàng rạch một đường lên tấm hoành phi kia. Sắc sắc, tám chữ lớn như rồng bay phượng múa trên tấm hoành phi. Đồng thị trường tồn, vạn thọ vô cương, bị Lưu An chém thành hai mảnh, rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng ý hành đau lòng khôn xiết. Trong mắt anh ta, tấm hoành phi của nhà họ đồng là chân bảo, là biểu tượng bề ngoài. Thế mà lại bị huỳnh nhân khinh thường hủy hoại như vậy. Huỳnh nhân, rốt cuộc mày muốn đến nhà họ đồng của tao để làm gì? Anh ta phẫn nộ quát. Đôi mắt lạnh lùng của huỳnh nhân nhìn lại anh ta, thản nhiên nói ra năm chữ. Tiêu diệt nhà họ đồng. chương 252, do anh ra tay. Mày là kẻ nào, tại sao lại dám xông vào nhà họ đồng? Lại còn dám đập vỡ biển hiệu của nhà họ đồng nữa, cho dù mày có 10 cái mạng thì cũng không đủ đâu. Còn không mau quỳ xuống chặt đứt tứ chi của mình thì còn có thể được tha mạng đấy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Vệ sĩ của nhà họ đồng nghe thấy tiếng thì chạy đến, họ tức giận nhìn Huỳnh Nhân và Lưu An. Đồng ý hành thấy thế thì vẻ mặt thay đổi hẳn, anh ta tức giận thét lên. Dừng tay hết lại cho tôi. Hồi trước khi đồng nam lĩnh còn mạnh khỏe, vệ sĩ của nhà họ đồng đều bị phùng cẩn mai giết chết sạch sành xanh, xanh. Sau khi đồng ý hành lên nắm quyền anh ta lại tuyển chọn một đội khác. Bởi vì thành lập tạm thời thế nên không một ai biết Huỳnh Nhân và Lưu An là ai cả, hơn nữa cho dù xét về tổng hợp tố chất hay là thực lực thì bọn họ cũng không thể nào được như đội quân ban đầu. Vệ sĩ ban đầu đều bị Huỳnh Nhân và Phùng Cẩn Mai giết chết trong nháy mắt chứ đừng nói tới đám người ô hợp này. Nhưng mà, đã muộn mất rồi. Những vệ sĩ mới được tuyển chọn đến này nóng lòng muốn thể hiện trước mặt đồng ý hành thế nên bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến huỳnh nhân. Người nào người đấy hùng hùng hổ hổ xông về phía huỳnh nhân, trong nháy mắt đã bao vây lấy huỳnh nhân và lưu an. Bụp bụp bụp. Sau đó đám người ấy còn chưa động đến góc áo của huỳnh nhân thì đã bị một thứ vũ khí vô hình nào đó đánh bay rồi. Gì cơ? Lập tức vệ sĩ của nhà họ đồng đều nhìn huỳnh nhân bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật vậy. Bọn họ chưa từng thấy sức mạnh như thế này bao giờ cả lưu an bên kia cô ta cầm dao găm trong tay hễ kẻ nào tới gần gân tay gân chân đều bị cắt đứt hết trông vô cùng tàn nhẫn chưa đến một lúc phần lớn vệ sĩ đều không dám đến gần bọn họ sợ hãi nhìn về phía huỳnh nhân hôm nay tôi chỉ muốn lấy mạng của đồng ý hành thôi những người không liên quan thì lui hết xuống đi huỳnh nhân tùy ý liếc nhìn đồng ý hành một cái giọng nói của anh vang lên như tiếng chuông lớn khiến ai ai cũng phải sợ hãi huỳnh nhân mày đừng có mà khinh người khác quá đáng đồng ý hành chạy ra từ nhà họ đồng anh ta nhìn huỳnh nhân bằng ánh mắt đầy vẻ u ám khinh mày ư huỳnh nhân mặt lạnh như băng cũng không hề bị lay động anh nói tao vốn để sự thông minh tài trí của đồng nam lĩnh mà tha cho nhà họ đồng của mày một mạng nhưng tao lại chưa từng nghĩ rằng mày lại dám giết đồng nam lĩnh rồi còn đổ tội lên đầu tao hơn nữa mày còn sai sát thủ trận đánh gia đình của tao tổng hợp các tội lại hôm nay mày nhất định phải chết Câu cuối cùng giọng nói của Huỳnh Nhân đã đằng đằng sát khí, anh muốn lột ra dóc xương đồng ý hành. Mày ăn nói linh tinh. Trông thấy Huỳnh Nhân nói rõ sự thật về cái chết của đồng nam lĩnh ra, đồng ý hành tái mét mặt mày, anh ta điên cuồng hét lên với Huỳnh Nhân. Mày chính là hung thủ giết hại ông nội của tao, bây giờ mày lại đổi trắng thay đen, đổi phải thành trái nữa hả? Sau khi đồng ý hành nói ra câu đấy, người nhà họ đồng đứng sau lưng anh ta đều phẫn nộ nhìn Huỳnh Nhân, trong ánh mắt chất chứa đầy thù hận. Huỳnh Nhân bơ đẹp, sau đó anh thản nhiên nói một câu. Là kẻ nào đổi trắng thay đen, đổi phải thành trái thì trong lòng tự biết rõ. Lúc Huỳnh Nhân nói ra câu này anh lơ đánh nhìn về phía Đồng Ngọc Thụ. Đồng Ngọc Thụ lập tức run lên lẩy bẩy, anh ta chìm trong im lặng. Ban đầu, Đồng Ngọc Thụ bảo Huỳnh Nhân giết chết Đồng ý hành rồi sau đó anh ta sẽ lên nắm quyền thay nhưng mà bây giờ lại ép anh ta đứng cùng chiến tuyến. Sau một lúc cân nhắc giữa hai người Đồng Ngọc Thu cũng cắn răng, anh ta đứng ra rồi lớn tiếng nói. Tôi làm chứng, chính cái tên khốn vong ân phụ nghĩa này đã giết chết ông nội. Dầm! Sau khi Đồng Ngọc Thu nói ra câu ấy, tất cả người nhà họ Đồng đều tái mét mặt mày, thậm chí còn có người thẫn thờ nhìn Đồng Ngọc Thu nữa. Tất nhiên bọn họ sẽ không tin lời nói của Huỳnh Nhân nhưng ngay lúc này Đồng Ngọc Thụ lại đứng ra chỉ đích danh Đồng Ý Hành, điều này khiến cho độ tin cậy tăng lên không ít. Đồng Ngọc Thụ, Mày đang nói linh tinh cái gì đấy? Đồng Ý Hành cũng không kìm chế được nữa mà đồng tử co rụt lại nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của người làm gia chủ, anh ta lạnh lùng nhìn Đồng Ngọc Thụ. Tôi không ăn nói linh tinh, hôm đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, thế nên tôi biết rất rõ đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này Đồng Ngọc Thụ cũng không thèm đếm xỉa gì nữa, anh ta cười khẩy một cái rồi nói: Ông nội khiêng rè thủ đoạn của anh Huỳnh đây thế nên không muốn để cho nhà họ Đồng và anh Huỳnh là kẻ thù của nhau, còn anh lại vì tư thù cá nhân kéo cả nhà họ Đồng xuống dưới nước, hơn nữa còn giết chết ông nội để ngồi vào vị trí gia chủ. Đúng là lòng người giả dạ thú, không xứng đáng làm người. Đồng Ngọc Thụ, mày! Đồng ý hành tức giận trợn tròn mắt, anh ta tức đến nỗi ngực phập phồng lên xuống. Anh ta không ngờ rằng, thằng em họ vẫn luôn bị anh ta khinh thường đến cuối cùng lại đâm vào tim anh ta một nhát. Lúc này, cả nhà họ đồng đều đã lanh tanh bành hết cả, thế nên mọi người đều sướng sờ nhìn đồng ý hành, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Dù cho đồng ý hành có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì làm sao anh ta có thể khiến cho mọi người chấp nhận được đây? Tôi ủng hộ anh Huỳnh giết chết đồng ý hành. Ông nội coi trọng anh như thế nhưng anh lại lấy oán trả ơn giết chết ông nội, tôi phải báo thù cho ông nội. Anh Huỳnh, xin anh hãy giết anh ta đi, từ nay nhà họ đồng của tôi sẽ nguyện phục vụ cho anh, sẽ luôn cống hiến cho anh Huỳnh. Hai mắt đồng ngọc thụ đỏ ửng, bịch một tiếng, anh ta quỳ xuống trước mặt Huỳnh Nhân rồi dập đầu thật mạnh. Bịch, bịch, sau khi đồng ngọc thụ quỳ xuống, những người khác của nhà họ đồng cũng chậm rãi quỳ xuống trước mặt Huỳnh Nhân rồi lớn tiếng hô to. Anh Huỳnh, xin anh hãy giết chết đồng ý hành. Huỳnh Nhân nheo mắt lại đầy nguy hiểm, anh nhìn đồng ngọc thụ bằng ánh mắt sâu xa, anh đang âm thầm đánh giá anh ta trong lòng, cao hơn một bậc rồi ngoài việc hiểu được tinh túy của chữ nhẫn ra đồng ngọc thụ còn rất biết cách thao túng tâm lý của những người khác nữa những người khác ở nhà họ đồng đều thật sự muốn trả thù kẻ đã giết hại đồng nam lĩnh sao chắc chắn là thế nhưng đây chỉ là bề nổi thôi hơn cả thế chính là vì suy nghĩ cho bản thân họ ở đây ai cũng là người thông minh hết bọn họ không thể không biết nhà họ đồng đã thay đổi rồi được bây giờ bọn họ phải lựa chọn một trong hai người đồng ngọc thụ và đồng ý hành thắng làm vua thua làm giặc, cho dù có thay đổi gì thì bọn họ không thể tách ra được. Với tình hình trước mắt thì hiển nhiên Đồng Ngọc Thụ chiếm được nhiều ưu thế hơn, lựa chọn ai cũng không cần phải nói nhiều nữa. Chỉ là Đồng Ngọc Thụ không có được con chip ngon trong tay. Nếu không, đừng nói là một thiều gia nguyệt, thành tựu của anh ta còn lớn hơn cả Đồng Ý Hành, đó là điều chắc chắn. Không được, tôi mới là gia chủ, mọi người không thể đối xử với tôi như thế được, mấy người thế này là đang phản bội đấy. Nghe thấy những tiếng hô giết mình càng lúc càng lớn, gương mặt của đồng ý hành cũng tái mét hẳn đi. Đồng ý hành, anh mới chính là hung thủ giết chết ông nội, nợ máu phải trả bằng máu, anh chuộc tội với ông nội ở dưới địa ngục đi. Đồng Ngọc Thụ thét lên, sau đó anh ta quay sang nói với Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, anh ta đã hết thuốc chữa rồi, phải nhanh chóng ra tay thôi. Huỳnh Nhân nở một nụ cười kỳ quái, anh không chỉ không ra tay mà ngược lại còn lạnh lùng nhìn đồng Ngọc Thụ. Đồng Ngọc Thụ, anh muốn tôi giết chết đồng ý hành như thế là vì muốn mượn tay của tôi giết chết đồng ý hành sau đó anh được đà tiến lên nắm quyền nhà họ đồng một bước lên mây có đúng không gương mặt đồng ngọc thụ thay đổi anh ta vội vàng nói anh huỳnh tôi thật lòng thật dạ nghĩ cho anh đó anh tốt như thế à vậy thì anh tự mình ra tay giết chết đồng ý hành đi huỳnh nhân cười khẩy rồi nhìn sang lưu an nhanh chóng hiểu ý cô ta ném một chiếc dao găm đến ngay trước mặt đồng ngọc thụ giống như bố thí vậy mà lúc này, đồng ngọc thụ đã tái mét mặt mày rồi. chương 253, không nể mặt. Xin người ta ra tay với tự mình ra tay là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Đồng ngọc thụ chưa từng giết người, bảo anh ta ra tay giết đồng ý hành là chuyện không thể được. Nhìn thấy con dao sáng loáng trên mặt đất rồi lại nhìn nụ cười kỳ quái trên gương mặt của Huỳnh Nhân. Đồng Ngọc Thụ lập tức hiểu ra, Huỳnh Nhân đang thử anh ta. Anh vẫn không yên tâm với anh ta. Lúc này, thuốc an thần của nhà họ đồng là đồng nam lĩnh đã chết rồi, những gia sản của nhà họ đồng đang bị nhà họ thẩm dần dần cuống đi mất. Nếu như họ mất đi cái ô lớn là huỳnh nhân thì nhà họ đồng sẽ càng thảm hơn nữa. Trái lại, huỳnh nhân có thể từ một kẻ sao trổi trong một gia tộc nhỏ bị người người phỉ nhổ từng bước từng bước có được địa vị như ngày hôm nay, không phải là dựa vào may mắn. Đồng Ngọc Thụ đang đánh cược, cược xem nhà họ đồng có thể đi đến một độ cao mới hay không tôi nghĩ tốt hơn hết là anh hãy lựa chọn cho kỹ, để anh ra tay hay là để tôi ra tay. Tôi không có nhiều thời gian như thế đâu. Lúc này giọng nói bình tĩnh của Huỳnh Nhân vang lên bên tai Đồng Ngọc Thụ, anh ta lại cảm thấy nó như bùa chú thúc giục anh ta nhanh chóng ra tay vậy. Để anh ta ra tay anh ta sẽ có được quan hệ với Huỳnh Nhân, đồng thời sẽ mang tiếng xấu phản bội anh trai, rất có khả năng sẽ rơi vào vòng lao lý. Để Huỳnh Nhân ra tay, mọi người đều sẽ vui vẻ nhưng anh ta lại không có quan hệ gì với huỳnh nhân cả nếu như sau này nhà họ đồng bị cường địch thôn tính thì huỳnh nhân sẽ không ra tay giúp đỡ họ nữa nếu như là bạn bạn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây trên trán đồng ngọc thụ ướt đẫm mồ hôi anh ta nuốt nước bọt sau đó trên gương mặt anh ta lóe lên sự quyết tâm anh ta nhặt con dao lưu an ném xuống dưới đất lên ánh mắt điên cuồng anh huỳnh để tôi giết chết người này cho anh sau khi hét lên câu này, hàm răng như bị cắn nát vậy. Vậy thì anh ra tay đi. Huỳnh Nhân ra tư thế xin mời rồi cười mỉm. Không được, Ngọc Thụ, tao là anh họ của mày đấy, mày không thể giết tao được. Đồng ý hành hoảng sợ đến cực điểm, anh ta thét lớn lên. Bốp, đồng Ngọc Thụ tát mạnh lên mặt đồng ý hành một cái. Có ba lý do tôi muốn giết chết anh. Gân xanh trên chán anh ta nổi hẳn lên. Vẻ mặt đáng sợ giống như một con thú hung ác muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Đầu tiên, anh bắt tay với mẹ của mình hại chết mẹ của tôi, còn muốn giết chết tôi, chỉ vì tôi là con hoang của mẹ và người đàn ông khác, anh đáng chết. Thứ hai, anh giết chết người ông tôi vẫn luôn kính trọng nhất, anh đáng chết. Điều cuối cùng, anh không nên ra tay với anh huỳnh và vợ của anh ấy, anh nên đi xuống địa ngục đi. Sau khi nói xong câu cuối, toàn thân Đồng Ngọc thụ đằng đằng sát khí anh ta giơ con dao lên rồi đâm mạnh xuống dưới. Chật chật, nhìn xem tôi phát hiện ra gì này, giữa anh em với nhau vậy mà lại tương tàn với nhau đến thế. Đang lúc Đồng Ngọc Thụ định ra tay với Đồng Ý Hành thì phía sau bỗng vang lên tiếng cười mỉa mai. Con dao nằm trong tay của Đồng Ngọc Thụ cũng dừng lại giữa không chung, anh ta ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy có một chiếc xe hồng kỳ màu đen rỗ trước cổng biệt thự nhà họ Đồng, có một thanh niên mặc một bộ đồ vest màu đen ung um dung bước từ trên xe xuống. Thẩm Thanh Vân. Sau khi nhìn rõ người đến là ai ánh mắt đồng ngọc thụ trượt lạnh, anh ta tức giận nói. Mấy ngày nay mày đã chiếm đoạt không ít tài sản của nhà họ đồng chúng tao mà nay lại còn dám vác mặt đến đây à? Đồng ý hành lại nhìn Thẩm Thanh Vân giống như nhìn cứu tinh của mình vậy, anh ta nói. Thanh Vân, cứu tôi với. Trông thấy đồng ý hành sắp trở thành vong hồn dưới lưỡi dao của đồng ngọc thụ, Thẩm Thanh Vân cười ha hả, anh ta không trả lời mà bình tĩnh nhìn về phía đồng ngọc thụ rồi nói. Thương trường như chiến trường, công ty của mấy người kinh doanh không được dẫn đến rất nhiều người thất nghiệp, còn không cho người ta thu mua à. Nhưng trái lại, dưới cái nhìn của tôi thì tôi chính là người tốt chín kiếp cứu rỗi rất nhiều người, có rất nhiều công ty giống như công ty mấy người đứng bên bờ vực phá sản nhưng được nhà họ thẩm chúng tôi thu mua lại cũng bắt đầu có chuyển biến tốt rồi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tất cả người nhà họ đồng đều nhìn thẩm thanh vân bằng ánh mắt tức giận nhưng lại không dám hé răng nửa lời đây chính là ảnh hưởng sau cái chết của Đồng Nam Lĩnh. Lúc Đồng Nam Lĩnh còn sống mọi chuyện thuận lợi, mọi việc đâu ra đấy nhưng Đồng Nam Lĩnh vừa chết công ty không còn người đáng tin cậy, không chỉ việc kinh doanh gặp vấn đề mà giá cả thị trường còn giảm mạnh nữa. Đây chính là vấn đề của nhà họ Đồng nên mới để cho nhà họ thẩm thừa lúc không người chen chân vào, dựa vào Đồng Ý Hành thì sẽ không bao giờ giải quyết được những vấn đề này. Mà ngay lúc này, Huỳnh Nhân bước lên phía trước một bước, anh thản nhiên nhìn thẩm thanh vân một cái rồi nói có lẽ thẩm bán sơn đã dạy anh đạo lý biết chừng biết mực rồi nhỉ. Nhưng đáng tiếc anh lại không hiểu được điều đó. Thẩm Thanh Vân cười hả hả nói. Anh Huỳnh nói đùa rồi, kể ra nhà họ thẩm chúng tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ được anh Huỳnh đây ban tặng đấy. Anh Huỳnh chớ nên từ chối, để Thanh Vân vái ba lại anh. Nói xong anh ta còn học theo dáng vẻ hơi khom lưng của người xưa, vẻ mặt tươi cười hành lễ ba vái với Huỳnh Nhân. Vẻ mặt Huỳnh Nhân không thay đổi, lưu an đứng đằng sau lại đằng đằng sát khí nhìn thì có vẻ như thẩm thanh vân đang cảm ơn huỳnh nhân nhưng thật ra là đang chế nhạo anh lưu an nào nhẫn nhịn được chứ cô ta muốn ra tay ngay tại chỗ nhưng huỳnh nhân lại nhìn cô ta một cái thế nên lưu an chỉ đành nhẫn nhịn không ra tay mấy ngày tới đến lượt thẩm thanh vân khóc anh tới đây không phải chỉ là vì vấn đề nhàm chán này đâu nhỉ sau khi thu hồi ánh mắt đột nhiên huỳnh nhân thích thú nhìn về phía thẩm thanh vân rồi hỏi tất nhiên là không phải rồi Thẩm Thanh Vân cúi đầu nhìn đồng ý hành sau đó anh ta oai phong lẫm liệt nói. Thanh Vân không có đức tính khác chỉ là tôi muốn giảng việc nghĩa mà thôi, nếu như tôi đã gặp phải cảnh tượng bất nghĩa anh em tương tàn như thế này thì tất nhiên là muốn ngăn cản rồi. Ngừng lại một chút, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đồng Ngọc Thụ rồi nói. Ngôn tình hoàn, người anh em Ngọc Thụ này rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà khiến cho anh kích động đến mức dơ dao về phía anh họ của mình vậy? Đồng Ngọc Thụ nhìn Thẩm Thanh Vân bằng vẻ mặt độc ác, anh ta không lên tiếng. Đồng Ngọc Thụ cảm thấy có một áp lực cực lớn, Thẩm Thanh Vân đứng ở ranh giới cao nhất của đạo đức để nói chuyện khiến cho anh ta thật sự không tiện ra tay. Sau đó Huỳnh Nhân khinh thường cười khẩy một cái. Thẩm Thanh Vân, rõ ràng là anh bẫy nhà họ đồng nhưng bây giờ lại đứng ra nói giúp cho nhà họ đồng. Nhà họ thẩm mấy người muốn có lợi ích, cũng muốn có cả danh tiếng, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ cũng không như anh đâu. Nụ cười trên gương mặt thẩm thanh vân biến mất, anh ta nói anh Huỳnh này, anh nói thế là có ý gì? Ý của tôi chính là... Huỳnh Nhân nhìn Đồng Ngọc Thụ rồi nói. Anh đừng để ý đến anh ta, cứ coi những lời anh ta nói như phân chó là được rồi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Vẻ mặt của cả Đồng Ngọc Thụ và Thẩm Thanh Vân đều thay đổi. Ban đầu Đồng Ngọc Thụ ôm quyết tâm phải giết chết Đồng Ý Hành nhưng nửa đường lại xuất hiện một Thẩm Thanh Vân. Khi quyết tâm không còn nữa Huỳnh Nhân lại bảo anh ta đừng để ý đến người khác, sao anh ta xuống tay được chứ? những lời này của huỳnh nhân như tát thẳng vào mặt của thẩm thanh vân khiến cho anh ta vô cùng khó chịu anh bảo anh ta ra tay thử xem thẩm thanh vân lạnh lùng nhìn huỳnh nhân giọng điệu còn mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ huỳnh nhân cười lớn ba tiếng rồi sau đó vung tay lên nói đồng ngọc thụ anh còn không mau ra tay đi đồng ngọc thụ cắn răng anh ta đâm xuống thanh vân cứu tôi đột nhiên tiếng thét tan nát cõi lòng của đồng ý hành im bặt lại Đồng Ngọc Thụ cầm dao đâm mạnh lên trên cổ của Đồng Ý Hành, máu tươi bắn ra tung tóe phun hết lên trên mặt anh ta. Trông thấy Đồng Ý Hành chết ngay trước mặt mình, vẻ mặt của Thẩm Thanh Vân u ám đến cực điểm. Chương 254, nhà họ Thẩm bành trướng bịch. Nhìn Đồng Ý Hành chết thảm ngay trước mặt mình, trong nháy mắt Đồng Ngọc Thụ mở to mắt ra, cơ thể anh ta mềm nhũn rồi ngã bịch xuống dưới đất. Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi. Đồng Ngọc Thụ nhìn hai tay nhuộm đầy máu tươi của mình, anh ta há miệng thở dốc rồi nói năng lộn xộn. Cậu hai giết chết cậu cả rồi. Tất cả người nhà họ đồng đều đứng được mặt ra, mãi một lúc lâu sau mới có người nói ra được một câu. Không ai có thể nghĩ rằng nhà họ đồng lại có kết cục như thế này cả, đồng ý hành giết chết đồng nam lính, sau đó thì anh ta lại bị đồng ngọc thụ giết chết. Nhà họ đồng bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành con rối trong bàn cờ của Huỳnh Nhân và Thẩm Thanh Vân. Anh dám giết người trước mặt tôi. Đứng ở một bên, Thẩm Thanh Vân hét lên, vẻ mặt anh ta u ám đến cực điểm. Rất rõ ràng mục đích Thẩm Thanh Vân đến nhà họ Đồng chính là để ngăn cản Huỳnh Nhân giết chết Đồng Ý Hành. Đồng Ý Hành vẫn còn rất nhiều giá trị lợi dụng với nhà họ Thẩm thế nên anh ta không thể chết như thế được. Thẩm Thanh Vân cũng nói rõ lập trường của mình rồi vậy mà Đồng Ngọc Thụ vẫn giết chết Đồng Ý Hành, điều này khiến cho Thẩm Thanh Vân mất hết mặt mũi. Ông đây đã nói nhiều như thế mà anh ta vẫn dám giết người, đây chẳng phải là đang khinh thường mình hay sao? cho dù bây giờ anh ta không chết thì sau này khi anh ta đã mất hết giá trị lợi dụng thì anh cũng sẽ giết chết anh ta thôi lúc này huỳnh nhân nhìn thẩm thanh vân bằng ánh mắt sâu xa sau đó anh thản nhiên nói huỳnh nhân thẩm thanh vân nhìn về phía huỳnh nhân với vẻ mặt u ám nếu như không phải huỳnh nhân đứng ở đó xúi dục thì đồng ngọc thụ sẽ không dám giết chết đồng ý hành ngay trước mặt thẩm thanh vân đâu thẩm thanh vân đã để lộ ra sát khí với huỳnh nhân rồi nhưng huỳnh nhân lại chẳng thèm để ý đến anh hờ hững liếc nhìn anh ta một cái rồi sau đó sải bước đi đến trước mặt của đồng ngọc thụ làm tốt lắm tôi đã thấy được thành ý của anh rồi đồng ngọc thụ run rẩy bẩy ngẩng đầu lên bóng hình của huỳnh nhân chưa bao giờ cao lớn như bây giờ huỳnh nhân chặn lại ánh mặt trời ánh sáng rực rỡ tỏa ra phía sau anh kéo dài bóng hình của anh ra hơn dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người huỳnh nhân chậm rãi giơ tay ra với đồng ngọc thụ bắt đầu từ bây giờ mọi thứ của nhà họ Đồng đều thuộc sự quản lý của anh. Đồng Ngọc Thụ thẫn thờ nhìn anh một lúc lâu, lúc này anh ta kích động nắm lấy tay Huỳnh Nhân, anh ta đứng dậy nhờ được Huỳnh Nhân nâng đỡ. Cảm ơn, anh Huỳnh. Đồng Ngọc Thụ cúi người 90 độ với Huỳnh Nhân, mọi sự bất mãn khi trước đều chậm rãi tan thành mây khói rồi biến thành vô cùng kính nể. Tất cả người nhà họ Đồng đều sướng sờ nhìn cảnh tượng trước mắt này, sau khi hoàn hồn lại, bọn họ đều cùng nhau cúi người trước Huỳnh Nhân. Nhà họ Đồng sau này sẽ luôn nghe theo lời của anh Huỳnh. Dường như mọi người ở nhà họ Đồng đều đồng thanh hô lên. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, thắng làm vua thua làm giặc. Đồng Ý Hành đã chết rồi, không có ai lên tiếng cho Đồng Ý Hành, bọn họ sẽ đi theo vua mới. Tiếng sau to hơn tiếng trước, Lưu An khẽ cười. Chúc mừng thiếu chủ, lại có thêm một hào môn nữa thuần phục. Thế nhưng Huỳnh Nhân lại lắc đầu nói, vẫn còn chưa đủ tiếp theo chính là nhà họ thẩm. Một nhà họ đồng vẫn còn chưa đủ, anh còn muốn mưu toan cả nhà họ thẩm chúng tôi nữa ư, lòng tham của anh huỳnh to thật đấy. Thẩm Thanh Vân cười khẩy một tiếng, sự tức giận trên gương mặt anh ta sau đó tan biến trong nháy mắt rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ung dung khi trước. Lòng tham lớn ư, huỳnh nhân bình tĩnh hỏi vặn lại. Ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi, lòng tham của nhà họ thẩm mấy người mới được gọi là lớn chứ. Lòng tham không đáy, có những khi dã tâm lớn một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Thẩm Thanh Vân nở một nụ cười thản nhiên, anh ta nhìn Huỳnh Nhân rồi to gan nói. Nếu như Đồng Ý Hành đã chết dưới tay anh em của mình thì đó cũng là gia môn bất hạnh của nhà họ Đồng. Một người ngoài như tôi cũng không tiện nhúng tay vào, chuyện này coi như xong ở đây. Ồ, nếu không phải là Đồng Ý Hành thì không cứu sao, sao anh ta vừa mới chết anh đã từ bỏ rồi vậy? Huỳnh Nhân tỏ ý sâu xa nói cho dù thế nào cũng phải giả vờ chứ. Anh Huỳnh nói đùa rồi, người chết không thể sống lại, chưa nói đến việc anh ta tự tạo nghiệt không thể sống. Thẩm Thanh Vân lập tức nói theo một cách khác, anh ta cười nói. Ngoài việc ra sức bảo vệ đồng ý hành ra Thanh Vân vẫn còn một chuyện nữa, tôi muốn được hợp tác với anh Huỳnh. Sau khi Thẩm Thanh Vân nói xong câu này, Huỳnh Nhân đã biết anh ta đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Bởi vì mọi chuyện đều không diễn ra theo như những gì Thẩm Thanh Vân nghĩ, nếu như không nói ra mục đích thật sự, vậy thì anh ta đi một chuyến phí công vô ích rồi. Thế là huỳnh nhân giả vờ không nghe hiểu ý tứ trong câu nói của thẩm thanh vân, anh thản nhiên hỏi. Chúng ta đã từng hợp tác ư? Khi trước chẳng phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ với nhau hay sao? Thẩm thanh vân nở nụ cười vô cùng sán lạn, anh ta nói. Tôi nói cho anh huỳnh biết hành động của nhà họ đồng, hơn nữa còn ngăn chặn lệnh treo thưởng của nhà họ đồng ở trên mạng nữa, còn anh thì đưa cho tôi một phần tài sản của nhà họ đồng. Thẩm Thanh Vân, hóa ra là anh. Thẩm Thanh Vân vừa mới nói xong thì tất cả người nhà họ đồng đều tức giận nhìn chằm chằm anh ta. Tất nhiên bọn họ đều biết chuyện đồng ý hành đang lệnh treo thưởng nhưng không ngờ rằng nó lại vô duyên vô cớ bị chặn lại, hóa ra là do nhà họ thẩm làm. Đồng thời có một chút sự thật cũng được nổi lên trên mặt nước. Đúng là nhà họ thẩm đã chặn lại lệnh treo thưởng của nhà họ đồng với đường chiều, có điều sau chuyện này nhà họ thẩm lại lật lọng tự mình đăng lệnh treo thưởng với Huỳnh Nhân, cũng chính là chuyện trên đường cao tốc quay trở về Minh Châu một nhà ba người Huỳnh Nhân đã bị sát thủ chặn giết. Nhà họ đồng đã cóng nồi thay cho nhà họ thẩm. Ha ha, tất nhiên là tôi rồi. Thẩm Thanh Vân cười ha hả nói. Mấy người ngu còn trách được ai đây? Tất cả người nhà họ đồng đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vô cùng căm hận thẩm Thanh Vân, đồng ngọc thụ lại tối sầm lại xuống hét lớn lên im miệng hết cho tôi. Người nhà họ đồng cũng ý thức được điều gì đó, bọn họ nhanh chóng ngậm miệng lại. Bọn họ đã quy thuận Huỳnh Nhân rồi, nếu như lại tức giận vì chuyện này thì Huỳnh Nhân sẽ nghĩ như thế nào đây? Dù sao thì ngày trước nhà họ đồng cũng muốn treo thưởng đầu của Huỳnh Nhân mà. Anh Huỳnh, nhà họ đồng bây giờ đã khác với nhà họ đồng của khi trước, vẫn mong anh đừng để nó ở trong lòng. Đồng Ngọc Thụ thấp thỏm nhìn về phía Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân xua tay, anh cũng không hề để ý đến chuyện này mà nhìn thẩm thanh vân rồi tiếp tục nở nụ cười sâu xa nói anh nói thử xem lần này hợp tác thế nào thẩm thanh vân cười nói rất đơn giản nhà họ đồng đã quy thuận anh huỳnh đây rồi vậy thì tôi hy vọng anh huỳnh sẽ tặng cho nhà họ thẩm chúng tôi tất cả tài sản của nhà họ đồng vì để báo đáp sau này anh huỳnh sẽ là khách quý của nhà họ thẩm chúng tôi anh sẽ có được địa vị hết sức quan trọng trong nhà họ thẩm chúng tôi nghe thấy thẩm thanh vân nói như thế huỳnh nhân cũng không nói gì anh tỏ vẻ suy nghĩ rồi thản nhiên đánh giá anh ta đột nhiên thẩm thanh vân giống như nhớ ra chuyện gì đó anh ta lại nói à phải rồi còn có chuyện này tôi cần phải nói với anh huỳnh đây biết nữa cũng may là anh huỳnh hào phóng nên nhà họ thẩm chúng tôi mới giành được một phần gia sản của nhà họ đồng gia tộc đã lớn mạnh từ giờ trở đi tôi tuyên bố minh châu sẽ không có tứ đại hào môn gì nữa mà chỉ có một mình nhà họ thẩm chúng tôi thôi Tôi nghĩ đối mặt với một con quái vật khổng lồ như thế anh Huỳnh cũng nên cân nhắc một chút chứ nhỉ. Muốn làm kẻ địch với chúng tôi hay là gia nhập với chúng tôi, hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ kỹ càng. Nói xong đôi mắt thẩm thanh vân nheo lại đầy nguy hiểm, anh ta nhìn thẳng vào Huỳnh Nhân bằng đôi mắt ngập tràn sự uy hiếp. Sau khi nhà họ thẩm chiếm đoạt được sản nghiệp của nhà họ đồng thì đã bành trướng đến cực điểm. chương 255, sát thủ đột nhập lời nói của thẩm thanh vân tràn ngập sự uy hiếp. Ngược lại, Huỳnh Nhân không có cảm giác gì, nhưng sắc mặt đồng ngọc thụ lại u ám đến mức có thể vặn ra nước. Những người khác trong nhà họ đồng cũng bị dọa sợ đến mức choáng váng mặt mày, cả người đều run rẩy. Tuy thẩm thanh vân bành trướng, nhưng anh ta bành trướng có lý do. Anh ta chiếm đoạt một số sản nghiệp của nhà họ đồng có thể khiến cho nhà họ thẩm của anh ta trở nên cường thế hơn, như hổ mọc thêm cánh. Nếu nói bọn họ là gia tộc quyền thế nhất Minh Châu thì cũng không quá. Hiện nay, nhà họ thiều chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và chỉ có một mình thiều gia nguyệt nắm quyền nhà họ nhàn thì án binh bất động nhà họ đồng thì đang thiếu hai người đồng nam lĩnh và đồng ý hành vậy thì sao bọn họ có thể cùng nhau chống lại nhà họ thẩm đây thế nào anh huỳnh thẩm thanh vân nhìn huỳnh nhân rồi cười to và nói nhà họ thẩm chúng tôi đã tỏ thành ý rồi anh lại làm gì vậy chẳng phải anh cũng nên để tôi thấy được thành ý của anh sao cậu có thể đi Huỳnh Nhân bỗng nhiên nói với Thẩm Thanh Vân. Cái gì? Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân lập tức cảm thấy có sừng sốt, anh ta nhìn Huỳnh Nhân với ánh mắt khó hiểu. Để cho cậu sống sót rời khỏi nhà họ đồng đã là thành ý lớn nhất mà tôi có thể thể hiện ra ngoài rồi. Huỳnh Nhân nói với giọng điệu bình thản, anh đưa tay chỉ vào cửa lớn của nhà họ đồng. Nhất thời, sự tức giận trong mắt Thẩm Thanh Vân chợt tăng vọt, anh ta nói với giọng điệu âm trầm. Xem ra, anh không muốn uống rượu mời mà lại muốn uống rượu phạt rồi, anh vậy mà lại muốn đối đầu với nhà họ Thẩm chúng tôi. Những lời này vừa được nói ra, ánh mắt Huỳnh Nhân cũng nheo lại, anh giơ hai ngón tay ra. Thứ nhất, có một số việc tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Nhà họ Thẩm mấy người đã làm gì sau lưng, tôi đều biết rõ. Thứ hai, nhà họ Thẩm vậy mà lại dám làm càn trước mặt tôi, hưng thịnh đến cực điểm thì tất sẽ phải suy tàn, tôi đây sẽ là người khiến mấy người suy tàn. Càng nói về sau, trên người huỳnh nhân đột nhiên tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho hai chân của những người đứng cách đó trong phạm vi 20 mét đều run rẩy và phải nằm dạp dưới chân huỳnh nhân. Đồng Ngọc Thụ cũng nằm sấp trên mặt đất, nhìn lên bóng lưng huỳnh nhân với sắc mặt rung động. Đây mới là tư thế của kẻ mạnh, đây mới là vị vua thực sự. Trong nháy mắt, thẩm thanh vân chợt cảm thấy hoảng sợ. Nhưng nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã khôi phục lại bình thường với sắc mặt âm trầm. Vậy anh nói xem, nhà họ thẩm chúng tôi đã làm gì tên sát thủ nửa đường chặn giết gia đình tôi thật ra là do nhà họ thẩm các người phải tới không phải sao các người cho rằng làm như vậy sẽ khiến chiến tranh giữa tôi và nhà họ đồng nghiêm trọng hơn như vậy các người cũng có thể kiếm lời từ đó huỳnh nhân lạnh lùng nhìn thẩm thanh vân rồi nói chuyện đã đến nước này thẩm thanh vân cũng không giấu giếm thêm nữa anh ta cười ha ha hai tiếng vốn tôi còn định giấu giếm nhưng nếu đã bị anh phát hiện vậy thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Không sai, sát thủ là do tôi phái đến, sản nghiệp của nhà họ đồng cũng là do nhà họ thẩm tôi nuốt, anh và nhà họ đồng cũng chỉ là những quân cờ trên con đường huy hoàng của nhà họ thẩm tôi mà thôi. Nhà họ thẩm vùng dậy, đã trở nên lớn mạnh rồi, cho dù anh có biết sự thật thì đã sao chứ? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, thần phục hay là chết? Đối mặt với thẩm thanh vân, huynh nhân chỉ cười nhẹ một cái. Vẫn chưa rõ sao, Tôi đã biết nhà họ Thẩm mấy người đang suy nghĩ gì từ lâu rồi, vậy thì sao tôi có thể không chuẩn bị gì được chứ? Anh chỉ là một đứa con rơi của một gia tộc nhỏ, anh còn có thể chuẩn bị được gì chứ? Ánh mắt Thẩm Thanh Vân tràn đầy sự khinh thường, anh ta nói với giọng điệu khinh miệt. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể dựa vào cô chủ nhà giàu Liễu Phi Tuyết kia mà thôi. Nếu nhà họ Thẩm tôi muốn tập đoàn Lệ Tinh phá sản thì cũng chỉ cần động một ngón tay là được. Lời nói của Thẩm Thanh Vân khiến Đồng Ngọc Thụ rơi vào trầm mặc. Không lâu trước đây, hắn ta cũng giống như tất cả mọi người, đều cho rằng Huỳnh Nhân chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi của một gia tộc nhỏ, kết quả thì sao? Thiều Hải Hà biến thành người thực vật, đồng ý hành chết, nhà họ Văn Diệt Phong. Mà Huỳnh Nhân vẫn còn sống tốt, hạnh phúc và đủ đầy. Chỉ dựa vào liễu phi tuyết thôi sao? Đồng Ngọc Thụ không tin. Nếu Thẩm Thanh Vân còn không chịu bỏ suy nghĩ này đi, vậy thì một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mấy người này thôi. Và ngày đó cũng sẽ không còn lâu nữa đâu. Tôi chỉ chờ một ngày. Thẩm Thanh Vân giơ một ngón tay lên rồi nhìn Huỳnh Nhân và nói. Trong vòng một ngày, mang tất cả sản nghiệp của nhà họ đồng mấy người đến nhà họ thẩm, nếu không, các người cứ chờ cảnh tan cửa nát nhà đi. Đồng Ngọc Thụ đứng dậy từ trên mặt đất, sắc mặt của hắn ta có vẻ u ám. Anh huynh, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Huỳnh Nhân lắc đầu. Cậu không cần phải lo lắng về nhà họ thẩm, cậu cứ làm tốt vai trò của người đứng đầu nhà họ đồng đi. Vài ngày nữa, nhà họ thẩm đã chiếm bao nhiêu gia sản của mấy người, bọn họ sẽ phải trả lại bằng như vậy. Đến lúc đó, cậu cũng phải bận rộn. Anh Huỳnh, ý anh là... Đồng Ngọc Thuộc nhìn Huỳnh Nhân với vẻ mặt kích động, nhìn tư thái hời hợt như thế, hắn ta lập tức biết, Huỳnh Nhân căn bản không để nhà họ thẩm vào mắt. Huỳnh Nhân cũng không giải thích, anh chỉ lắc đầu rồi lạnh nhạt nói cậu chỉ cần nhớ kỹ một câu sinh tử của nhà họ thẩm vẫn luôn nằm trong tay tôi như vậy là tốt rồi rõ đồng ngọc thụ vội vàng gật đầu sau khi nhà họ đồng xảy ra nhiều biến cố lớn tất cả những biến cố đầu đang chờ ngày hưng thịnh kế tiếp hắn ta phải bận rộn rồi đây trên đường trở về huỳnh nhân đột nhiên hỏi khi nào những sát thủ kia có thể đến minh châu lưu an nhìn ngày để đi từ thành phố quốc tế đến Minh Châu thì mất khoảng 3 tiếng đến 7, 8 tiếng. Hôm nay có thể nhóm sát thủ đầu tiên sẽ đến. Rất tốt." Huỳnh Nhân gật đầu. "Vậy tôi sẽ chờ hồi âm." Cùng lúc đó, xe của Thẩm Thanh Vân đang nhàn nhã chạy trên đường. Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta gọi điện thoại cho Thẩm Bán Sơn. "Ông nội, cháu không thể giữ được đồng ý hành, nhưng nhà họ Đồng đều đã thần phục Huỳnh Nhân hết rồi. Cháu cho Huỳnh Nhân một ngày suy nghĩ." Ngày mai trước hoàng hôn, anh ta vài giao toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Đồng cho nhà họ Thẩm. Chắc Thẩm Bán Sơn cũng không hài lòng với kết quả này lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta nói: "Cũng tốt, nhà họ Thẩm chúng ta chờ anh ta một ngày. Nếu trước hoàng hôn ngày mai, Huỳnh Nhân không xuất hiện, vậy chúng ta lập tức ra tay với tập đoàn Lệ Tinh, chúng ta phải phá hủy nó bằng mọi giá." "Vâng." Trên mặt Thẩm Thanh Vân còn mang theo vẻ tàn nhẫn, anh ta đã hạ quyết tâm mặc kệ huỳnh nhân có giao sản nghiệp nhà họ đồng hay không, hoàng hôn ngày mai anh ta sẽ ra tay với tập đoàn lệ tinh. cứ như vậy, nhà họ thẩm chúng ta có thể trở thành bá chủ. giọng nói của thẩm bán sơn cũng mang theo theo vui mừng. thẩm thanh vân còn đang muốn nói gì mà nên rèn thép khi còn đang nóng, bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông nội phát ra từ trong điện thoại. a, à, mấy người là ai? sao lại dám tùy tiện xông vào nhà họ thẩm? người đâu? mau tới đây! giọng điệu của thẩm bán sơn lập tức trở nên hoảng sợ. Sắc mặt thẩm thanh vân cũng thay đổi. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tút tút tút. Tuy nhiên, điện thoại đã bị ngắt một cách kỳ lạ. Lòng thẩm thanh vân nóng như lửa đốt, anh ta vội vàng nói với tài xế. Mau trở về nhà họ thẩm, ông nội xảy ra chuyện rồi. Xe đột nhiên tăng tốc, khi nhìn thấy số ở ai bên đường nhanh chóng giảm, thẩm thanh vân không khỏi rơi vào trầm tư anh ta thật sự không nghĩ ra nhà họ thẩm đã là gia tộc quyền thế nhất minh châu rồi vậy thì rốt cuộc ai lại lớn mật như vậy dám đến nhà họ thẩm gây chuyện ngay khi xe sắp đến nhà họ thẩm điện thoại của anh ta lại vang lên cậu cả mau chạy đi nhất định không được về nhà họ thẩm vừa nghe thấy thanh âm quản gia trung thành nhất bên cạnh ông nội trái tim thẩm thanh vân lập tức bị treo lên anh ta truy hỏi chú dương rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Câu trả lời của chú Dương lại làm cho đáy lòng anh ta bỗng trầm xuống. Có sát thủ đột nhập vào nhà. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 255.